cha trương bưu diệm, lạy cha trương bưu diệm. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 117 hôm nay với các nhân chứng. Cô Nguyễn Thị Luận, thành phố Montclair, California. Chị Nguyễn Kim Chi, thành phố Santa Ana, California. Hai bác Hoàng Nguyễn và Anh Lưu, thành phố Montpark, California. Để mở đầu chương trình, xin mời quý khán thính giả đến với chia sẻ của cô Nguyễn Thị Luận, đang sinh sống tại thành phố Montclair, California. Cô chia sẻ trong cuộc sống, cô luôn tin tưởng và phó thác vào sự cầu bầu của cha Francisco Trương Bửu Diệp. Những lúc gặp khó khăn hay bệnh tật, cô đều kêu xin cha thì cô nhận được ngay ơn lành của cha. Hôm nay có dịp tới văn phòng cha tại thành phố Garden Grove, California. Cô đến để cảm tạ cha quá nhiều ơn lành mà cô đã nhận được và chia sẻ lại những ơn lành để làm nhân chứng cho cha. Tình yêu tha thiết con ngài vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Tôi là Nguyễn Thị Luận. Tôi ở thành phố Montclair, California. Có một lần kia đó thì tôi cũng lúc đấy thì như là một cái phép lạ bất ngờ mà tôi không, khi mà tôi nhìn ra mà sự thật tôi cũng không có xin cha, nhưng mà cha cho tôi biết là cha vẫn ở bên con, có nghĩa là khi mà ai muốn cái gì mà sự thật tôi chưa xin thì cha đã cho rồi, cho nên tôi tin tưởng ngài vô cùng, và đến bây giờ tôi không bao giờ mà nghi ngờ ngài một tí nào cả. Rất là xác tín vào ngài tất cả những ơn hay là những gì mà tôi cầu xin. Thì khi tôi ở dưới Montclair, Phổ Mô Nà dưới đó đó, tôi đi lên thì chiều hôm đó tôi đi thì trước khi đi thì con tôi đã chết xe chiếc cả bánh xe chiếc cho bố cho mẹ đó là an toàn rồi. Trên đường đi về đó thì đằng trước tôi thấy hai cái xe tránh về bên phía bên phải. Thì nhìn đằng trước có một đống đổ, tức không phải là mảnh sành chai mà là mảnh thùng á, một đống lớn lắm. Thế nhà tôi lại chạy xe, tôi bảo chết rồi ông ơi, bây giờ ông đi sang bên phải đi, hai mẹ nó tránh nó, mà bây giờ mình không tránh thì bể bánh xe thì sao. Thế nhà tôi lại bảo không sao đâu bà, thôi thế là bánh xe nó cứng lắm, đúng như vậy, ông nói vậy. Thế ông chạy thì khi mà vừa chạy đến nó một cái thì nó kêu rột rột rột, mà nó chạy nó mảnh sành chai nó dính vào mà nó răng phải tới, có nghĩa là phải 1/4 mình gọi là cây số đi. Thì tôi chạy về tới nhà lúc 9-10 giờ rồi, đi vào ngủ tôi cũng không nói gì hết, rồi cũng không có để ý bánh xe. Thế khi sáng hôm sau đó là tôi ra sớm, thì ông xã ra sau, tôi ra trước. Lúc ra tôi bảo là tránh đi, không tránh, hai người mẹ nó tránh, còn mình không tránh, bây giờ bánh xe nằm xẹp xuống tới đất rồi. Mà hôm nay ngày Chúa Nhật thế này thì không biết rằng thì là có chỗ nào vá không, mà thứ hai con nó đi học rồi làm sao. Tôi nói là lạy cha Trương Bửu Diệp, cha ơi, hôm trước con có nghe trên đài chị kia chị nói là cái bánh xe của chị bị bể ở Freeway. Thế mà ngài cho chị ngài đưa về đến nơi, rồi bánh xe của chị là cũng rồi không có xì nữa. Ở đấy con nghe như vậy. Mà giờ bánh xe của con hôm qua đi đám về nó đụng mảnh sành, giờ nó xẹp xuống tới đất rồi cha ơi. Ôi nhưng mà không phải của con, là của con gái con. Đấy. Thì khi mà nói xong vậy gì thì tôi chỉ nói vậy thôi. Thế mà lúc mà tự nhiên làm sao mà thế là cái thằng thứ ba cháu ra. Tôi bảo này con ơi, sang bơm bánh xe lên cho mẹ, chứ hôm nay thì Chúa Nhật không có ai vá. Mà thế nó bảo để đấy con, thế là cháu ra cháu bật e lên cháu bơm lên. Thế là cái xe là 2 tháng rưỡi rồi mà không xì luôn cô. Thì tôi bảo này các con ơi này, cha mẹ chỉ nói với cha có vậy thôi chứ mẹ không xin cha. Là vì cái bánh xe vá nó có 15 đồng bạc, mẹ không xin cha. Mà tới 2 tháng rưỡi không xẹp luôn, bánh xe vẫn nguyên như vậy mà. Là đứa nào nó cũng tin hết. Mà sự thật là như vậy cô. Tôi xin cha rồi khấn nhiều, những việc nhỏ nhỏ ngài làm nhiều lắm. Cái chân tôi cứ tự nhiên thì nó như là kiến nó như là phải bỏng. Nó cứ rát ở dưới gan bàn chân ấy. Cò nó đau lắm. Nó cứ móp hết một cái bên chân này, nó móp đi đâu á. 2-3 năm như thế rồi. Tôi mới lấy nước của cha về tôi cứ thoa vào. Tôi chỉ thoa có 1-2 lần thôi à.
với tôi thôi luôn, nhưng mà tôi tin. Tôi bảo cha chữa cho con nhé, mặc dù là cái bệnh này nó không có quan trọng lắm, nhưng mà con thấy nó khó chịu quá, cha chữa cho con. Mà sự thật cô ấy hết luôn. Rồi còn một cái nữa, thì hôm ấy tôi bảo không biết, tự nhiên tôi cũng không biết là cái tai của tôi nó nặng, có nghĩa là không phải là điếc cô, nhưng mà nó nặng tai. Thế tôi cũng không biết là từ bao giờ. Thế tôi mới lấy cái nước của cha, tôi cũng cứ ngồi tôi nói với cha thôi. Cái hình của cha tôi cứ để đầu giường, bây giờ bao giờ cũng có nhá. Đi đâu tôi cũng nhìn vào hình của cha. Tôi tin tưởng một cách mãnh liệt vậy cô, không nghi ngờ. Tới giờ này không nghi ngờ. Thế cái tôi mới lấy cái nước của cha, phép của cha đấy, nước Trương Biểu Diệp ở ngoài văn phòng đấy, cho vào cái tăm bông. Tôi mới cho vào tai, tôi cho ấy vào tai. Mà bây giờ là con nghe thấy rõ lắm cha ơi. Đúng như vậy cô ơi. Cho nên tôi rất là tin tưởng cha. Thì nếu mà mọi sự trông cậy phó thác vào cha, cha rất là, tôi cứ đọc kinh của cha thì là cha rất thương yêu mà bầu cử cho những người, cả những người tội lỗi, cả những người lương dân, không kể một người nào, tôn giáo nào cũng được. Cho nên thôi, nếu ai gặp sự khó khăn về mọi vấn đề trong gia đình, hoặc công ăn việc làm, hay là con cái cách này cách khác, thì cứ chạy đến với cha. Tôi tin tưởng là cha sẽ bầu cử nếu mình có lòng thành và trông cậy mà phó thác chính vào cha. Mình phải nghĩ như thế này, khi mà xin cha mà chưa được thì không hẳn là chưa được. Có nghĩa là khi nào mà Chúa cảm thấy tốt thì Chúa ban, cha thấy cảm thấy tốt hơn thì cha cho mình. Chứ không phải là không đâu, có được. Có xin là có được, gõ cửa là sẽ được mở. Và cứ tin, vững tin là phải được. Cha Trương Bưu Diệp ơi, con muốn dâng lời cảm tạ. Với ánh mắt nhân từ, cha đã cầu cứu giúp con. Chị Nguyễn Kim Chi hiện đang cư ngụ tại thành phố Santa Ana, California. Chị có người em trai bị mất liên lạc hơn mười mấy năm trời. Chị rất buồn. Một ngày chị tới nhà thăm viếng của cha Trương Bưu Diệp trên đường Euclid, thành phố Garden Grove, để cầu xin cha giúp đỡ. Và cha thật linh thiêng đã giúp chị gặp lại được người em của mình sau hơn mười mấy năm không liên lạc được. Xin mời quý khán thính giả theo dõi chia sẻ của chị. Em tên Nguyễn Thiên Kim, hiện sống tại thành phố Santa Ana. Em xin chia sẻ cái câu chuyện của em. Em có một người em trai cũng khoảng lâu lắm, khoảng mười mấy năm rồi, cũng không có biết tin tức gì về cậu em hết á. Rồi em buồn lắm, em cũng không biết sao. Thì em chỉ nói là em tới cha, em xin cha Trương Bưu Diệp nói cha ơi, con không biết chia sẻ cái chuyện của con như thế nào đối với người ta, không ai có thể giúp con được bằng cha hết á. Thì cha rất là linh thiêng, nên con chạy lại cha, con xin cha giúp đỡ cho con, làm sao cho em con nó kêu phone về cho con biết là nó như thế nào, để cho con yên tâm. Lúc đó là con xin, em xin cha lúc đó là 2013. Thì 2014 thì cậu em có phone về và tới thăm gia đình em. Và rất là vui, và em rất là cảm ơn cha rất là nhiều. Và hôm nay em tới đây để em cảm tạ cha và chia sẻ cho mọi người biết. Cha rất là linh thiêng. Những người trong cuộc sống, mỗi người cũng đều có những cái nỗi niềm riêng, có những cái cầu xin riêng, thì em cũng chia sẻ để mọi người biết, để tới chạy đến cha xin cha giúp đỡ. Em rất là tin tưởng nơi cha, tại vì em nghe nhiều người nói về cha, xin ơn cha rất là nhiều và rất là được ơn, nên lúc đó em, cái đức tin em rất là mạnh, nên em tới. Không phải nói là mình cầu cái gì mình cũng phải đặt niềm tin hết ở đó. Mình có những điều gì không ai có thể chia sẻ với mình được, thì mình phải chạy đến cha, tới cha, cầu xin cha giúp đỡ. Cảm ơn cha hiền cho con một niềm tin mới, vượt qua muôn ngàn thử thách.
hai bác Hoàn Nguyễn và Anh Lưu hiện đang cư ngụ tại Mo Park, California. Hai bác là người ngoài công giáo. Khi còn ở Việt Nam, một ngày bác gái bất ngờ bị tai nạn xe. Bác bị té và bị nứt xương sống, phải nằm một chỗ không ngồi dậy được. Khi biết đến dàn trà Francisco trước bữa diệp, hai bác đã đi tới Tắc Sậy Cà Mau, nơi yên nghỉ của cha, để cầu xin cha. Và kết quả như thế nào? Xin mời quý khán thính giả nghe hai bác chia sẻ lại ngay sau đây. Tôi là Nguyễn Kim Hoành, còn vợ tôi là Anh Lưu. Thì chúng tôi ngủ ở số 111 Moon Song Court, Mo Park, Ventura, California. Cách đây thì 2 tháng thì vợ tôi có đau hai cái chân, nó đi không có được, cho nên phải ngồi xe lăn và nhờ tôi trợ giúp đẩy. Thì sau khi vô cầu nguyện cha và xin nước về để uống, đồng thời cũng có trực tiếp đến xoa lên tay và nhờ cha cứu cho để mà cái chân đi được đó. Thì vợ tôi đã đi được, và hôm nay là cách này cũng 2 tháng, cho nên vợ tôi nó chống gậy đi được. Mà uống nhiều thuốc lắm không có hết, chắc chắn là do mình xin nước về mình uống. 1986, bà ngoại bệnh và bác có cầu nguyện ở dưới Tắc Sậy cha Diệp đó. Bà ngoại bệnh rất là nhiều, là coi như không khỏi, và bác sĩ kêu đem về đi để mà chờ ra đi. Nhưng mà lòng con mà thương mẹ, thành ra đâu có để cho mẹ đem về nhà mà chịu chết. Thành ra nghe một ông cậu đó, ông nói thôi bây giờ mày có tin không tin á, thì đi xuống Tắc Sậy á, xin cầu nguyện cha Diệp để mà bà ngoại khỏi. Thì bác với bác trai mướn một cái xe đi xuống dưới Tắc Sậy, rồi ở đó 1-2 ngày thì cầu nguyện, thì về cũng xin nước cho bà ngoại uống. Thì bà ngoại từ từ bà ngoại khuyên giảm, rồi bà ngoại cũng tin tưởng nha. Và từ đó thì bác mới là tin. Thế mỗi lần mà bác bệnh hoạn điều gì á, thì xuống dưới xin cha. Thì hồi đó là tối rồi, cũng 5 giờ chiều. Hồi xưa mà chưa có đèn, mà đường gồ ghề quá, đất, đường đất mà. Thì mới vừa nói thì bác cha cái bánh xe trước sụp xuống, sụp xuống cái hố mà khoảng 5 tấc chiều ngang. Rồi bác mới văng lên cũng cỡ mấy thước, rồi té xuống thì nó mới nứt xương sống ba khớp. Một khớp ở cổ nè, với giữa, với túi ở dưới lưng, nứt mà chưa có gãy. Thì bác nằm không có ngồi dậy được, đau lắm. Chụp hình nứt ba chỗ, bây giờ phải băng bộ. Băng cũng cỡ chừng 3 tháng trở lên mà không hết. Chưa có ngồi đi được, bác nằm một chỗ, bác trai hết sức là cực khổ. Một ngày nọ bác tự nhiên bác nhớ tới cha. Bác nhớ cha nói thôi, nói bác trai anh Hoành ơi, mướn xe đi. Thì tới đó kia bác trai mới mua một chai nước suối. Một chai nước suối lớn gì đó, mấy bạc gì đó. Rồi cái mới là để trên mộ cha nó giái. Và giái rồi cái bác mua chai dầu xanh. Bác mới mở nút ra, bác cũng để ra bác giái. Bác mới thoa, vừa uống nước mà vừa thoa lưng, kêu bác trai thoa lưng cho bác. Thì bác hồ mà đi vô á, thì ông tài xế với bác trai dìu bác đi. Rồi bác ngồi, bác nằm đã, rồi bác ngồi lên, rồi cái bác lăn lộn tại ở chỗ đó, tại ở chỗ mộ cha đó. Cái lật đật coi lại là cũng tối rồi, cũng 4 giờ chiều. Cái lật đật nó thôi, để lai giái cha rồi thoa, rồi uống thêm nữa, rồi hãy về. Sao mà bác ngồi vậy, cái hồi bác
bác trai không có đỡ gì, bác ngồi vậy là bác đi te te. Bác đi te te mà đi giữa đường á, chưa có ra tới ngoài lộ, chưa tới xe nữa, thì bác trai mới hỏi: ủa bà hết đau lưng? Ờ quên chứ, ờ từ giờ sao hết đau lưng tự nhiên hết. Mình có cái niềm tin đó cô. Dạ. Thành ra nó bác rất là, bác tuy là bác đạo Phật nhưng mà bác rất là tin cha và tin đức mẹ. Dạ. Cái vụ mà té mà đi không được đó là đau nứt sống ha. Đức là mới lần thứ nhất. Dạ. Lần thứ nhì là hồi 2005 á, bà bị té võng mà té trên cao vậy nè. Wow. Chừng có một té khớp nha, rớt xuống. Cũng nằm một năm trời rồi cũng đi cha cho đi được. Bác nhiều lần lắm chứ không phải một lần. Bây giờ bác mỗi lần, mỗi ngày á, bác có thỉnh nước cha rồi kia, mỗi lần nguyện giái hai, bây giờ hai đứa uống nước của cha không? Tuy rằng bác là người lương, và nhưng mà bác vẫn tin, mà đạo bác thì cũng vẫn tin và vẫn giữ. Và thì qua những cái kinh nghiệm thực tế mà mình đã trải qua đó, thì đó là một cái phép lạ. Các câu chuyện ân lành vừa kể được Trương Bửu Diệp Phó Đế Sơn ghi lại chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện này không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Trương Bửu Diệp. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện về ơn lành cha Diệp sẽ đem đến niềm tin, hy vọng và sự bình an cho những ai đang cần đến. Chương trình xin được tiếp nối với phần thông báo sau đây. Chương trình phục vụ cho cộng đồng mang tên Nghĩa Tử, Nghĩa Tận và đặt hình người thân đã qua đời. Mọi chi tiết xin liên lạc về văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation số 14231, đường Euclid, thành phố Garden Grove, California 92843, điện thoại liên lạc 714-537-8159 hoặc 714-362-6608. Cầu nguyện với cha Diệp. Vào lúc 7 giờ tối thứ năm đầu tháng, tại văn phòng sẽ có buổi cầu nguyện chung với cha Trương Bửu Diệp. Xin mời quý vị tham dự. Quý vị ở xa muốn cùng hiệp thông trong buổi cầu nguyện, xin vào trang web www.chuongbuodiep.org. Xin khấn qua điện thoại. Để việc xin khấn được thuận tiện cho quý ông bà anh chị em ở xa, chúng tôi đã mở số điện thoại dành riêng để gửi lời xin khấn hoặc cảm tạ đến cha Francisco Trương Bửu Diệp không qua tổng đài. Xin quý vị gọi số 714-702-5129 rồi để lại lời khấn sau tiếng bíp. Chương trình truyền hình ơn cha Diệp đang được phát trên các kênh 57.5 Sài Gòn TV lúc 9 giờ 15 sáng mỗi thứ năm hàng tuần và Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ. Kênh 57.6 VBS lúc 11 giờ trưa chủ nhật hàng tuần và Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ. Bản tin ơn lành nhằm cung cấp các thông tin cần thiết và kịp thời cho quý khách gần xa đến thăm viếng cha. Trương Bửu Diệp Foundation đang phát hành miễn phí bản tin vào các ngày 1 và 15 mỗi tháng tại văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. Quý vị ở xa có thể xem và download bản tin trên trang web www.tbdf.org. Quý vị muốn đóng góp thông tin bài vở trên bản tin, xin gọi cô Trang Nguyễn 714-537-8159 hoặc email trangn@chuongbuodiep.org. Để giúp Trương Bửu Diệp Foundation duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha Diệp, xin quý vị chọn vừa mua hàng vừa ủng hộ Trương Bửu Diệp Foundation bằng các cách sau đây. Cách thứ nhất, xem các chương trình ơn cha Diệp của Trương Bửu Diệp Foundation trên YouTube mỗi ngày. Càng có nhiều người vào xem thì hội sẽ có thêm ngân sách để duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha. Cách thứ hai, đối với quý khách thường mua hàng online trên Amazon, xin vào website www.smile.amazon.com và chọn Non-Profit Organization là Trương Bửu Diệp Foundation.
Cách thứ ba, mỗi khi có dịp đi chợ Sài Gòn City Marketplace tại góc đường Mạc Pha Đình và Brookhurst, thành phố Westminster, xin quý vị đọc số 123 tại quầy thu ngân, 12 tháng 3 là ngày giỗ cha Diệp. Cách thứ tư, mua các sản phẩm dưỡng da của công ty Nu Skin bằng cách gọi điện thoại 1-800-487-1000 và đọc số USW 8588707. Chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Lạy Cha chương bưu diệm, lạy Cha chương bưu diệm.